Các hoàng đế nhà Thanh Trung Quốc đón Tết thế nào? Vào dịp Tết âm lịch, hoàng đế nhà Thanh sẽ mặc bộ long bào thêu hình rồng màu vàng. Vua chúa nhà Thanh cũng khoác lên mình 12 phụ kiện, trang sức đi kèm với bộ trang phục quyền lực. Vào đêm giao thừa, hoàng đế sẽ có một bữa ăn nhẹ lúc nửa đêm. Người ta sẽ chuẩn bị cho nhà vua các loại trái cây tươi và các loại quả khô. Chúng được bày một cách đẹp mắt. Khi bước sang năm mới, nhà vua sẽ viết một số câu thơ với nội dung: trong ngày đầu năm mới, hoàng đế nhà Thanh sẽ tổ chức yến tiệc hoàng gia với đủ các món sơn hào hải vị. Tham dự bữa cơm đầu năm cùng với hoàng đế là hoàng hậu, các phi tần cùng các hoàng tử, công chúa. Bữa tiệc thịnh soạn này được tổ chức theo nghi lễ truyền thống. Số lượng các món ăn, màu sắc các món cũng như thứ tự chỗ ngồi trong bàn tiệc đều được sắp xếp theo quy định của hoàng gia. Những sự kiện lớn như thế này trong hoàng cung nhà Thanh chú trọng nhiều đến các nghi lễ, phong tục. Từ ngày mùng 2 Tết đến ngày mùng 10 Tết, một ngày được chọn để tổ chức tiệc trà. Vào ngày hôm đó, hoàng đế sẽ thưởng trà cùng với các quan lại, hoàng thân quốc thích. Đặc biệt, trong buổi tiệc của nhà vua với quan lại đại thần, những người tham dự sẽ trổ tài làm thơ ca. Người nào làm tốt sẽ được nhà vua trọng thưởng. Trong dịp Tết, nhiều hoạt động vui chơi giải trí được tổ chức trong cung cấm như xem kịch, múa rồng.